Và ngày nay xin được mời tất cả quý vị chúng ta cùng hướng mắt về phía cổng trên của sảnh tiền. Và giờ một tràng pháo tay thật lớn và thật nồng nhiệt để cùng chào đón chú rể, tình nhân và cô dâu Ngọc Linh. Hồn của chú rể tình nhân của dâu Ngọc Linh được tổ chức tại trung tâm hội thiệp cưới.